Hello, xin chào quý vị các bạn, các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng trên đường Phạm Bành, thuộc của khu đô thị Bắc Ba Đình, trung tâm huyện Nga Sơn. Khu được đánh giá, huyện Nga Sơn được đánh giá là giàu nhất, một trong những các huyện của thành phố Thanh Hóa, của tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại khu đô thị này thì với nhiều tiện ích. Thứ nhất là ở đây diện tích mảnh đất này là diện tích là mặt tiền 6m sâu vào 16, lưu không phía sau còn 2m. Đường Phạm Bành là đường to 21m, vỉa hè mỗi bên là rộng là 5m. Khu vực này là được đánh giá là tiềm năng. Hai, ở đây là cách trung tâm huyện Nga Sơn là 1 km, cách chợ Nga Sơn là 0,5 km. Khu vực này là đường từ đường chợ, từ đường trường chợ để rất chi là phù hợp và đẹp mà gần. Và ở đây là trung tâm, ở đây thì rất nhiều căn biệt thự xây, nhà mà xây đẹp đẽ, với những căn lâu đài của Bắc Tỉnh đá xây cũng đẹp đẽ này. Đây có trường mầm non này, có sân, khu vực này có sân tennis này, có hồ điều hòa này, và một có cả sân vận động bóng đá này. Khu này được đánh giá là tiềm năng phát triển mạnh này của thị trấn Nga Sơn. Đây gần trạm y tế Nga Yên. Đường to, đường này có thể kinh doanh buôn bán tốt. Các bác nào có nhu cầu mua bán đất ở Nga Sơn, ở trên đường Phạm Bành, hoặc là một số căn ở trong Nga Sơn này, hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 094 621 8580.